Hello, Kataro xin chào tất cả anh em yêu âm thanh và miền trên tổ quốc. Hôm nay mình cập nhật mấy em Amly, Lukman. Mấy em Amly Lukman đến từ thương hiệu lớn. Rất xứng đáng đồng tiền để anh em sở hữu được một em Amly Lukman. Rất là hay. Chất âm cực kỳ là hay. Đẳng cấp. Rất là xịn sò. Em này là mặt phay nhôm nhá, vỏ gỗ cực chất. Em dưới cùng là em QS507, em thứ hai là em L507, trên là em QS507X nhá. Anh em quan tâm thì xin liên hệ Cảnh Phạm Audio, giao hàng toàn quốc cho anh em.